Em thứ ba là em từ đức thiện. Đúng ạ. Từ đức thiên à? Đức này là đức thiên chứ không phải thiện. Thiên là còn ghê hơn thiện. À, kính thưa quý vị, đây là em từ đức thiên chẳng còn áo mặc loạn cả năm nha. Ghê quá. Trời ơi. Thì nó kia lên những đó rồi nó chạy xuống.